Chào các bạn, trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp kiểu ra vòng hợp âm là 251 tiếp nhé. Thì trong clip này chúng ta đánh ở cái âm dài nó khá là hay. Vòng âm nó là C thứ 7 giáng bậc năm nha các bạn. Sau đó đến là Mi thứ 7 ha. Và cuối cùng là La thứ 7. Thì này các bạn đánh một cao và toàn bộ câu này là chùm liên 4 hết. Nên khi bạn tập xong tốc độ khoảng 120 thì các bạn thấy đánh nó cũng đã ha. Thì chúng ta sẽ chia ra cái câu này nhỏ nhỏ để các bạn thể tập được. Đầu tiên ngang ngang số 12 ha. Ngang ngang số 12 bắt đầu bằng ngang cái nốt rê nha các bạn. Thì các bạn có đoạn đầu như sau. Thì ở đây có các bạn thấy có bốn cái nốt chùm 16 nốt một đôi ha. Chúng ta đánh chậm như sau: 12, 14, 15. Xuống dưới lại son là trong 12. 14. Xuống ngang dưới nữa là 13. 12. Các bạn quay ngược ngang trên 14. Đó là 8 cái nốt đầu tiên nha. Rồi, 8 cái nốt tiếp theo sao? Ngang 13. Sau đó ngang 12. 15. 12 của ngang dần dây 1. 13. 12. 15. 12. 1, 2, 3, 4. Các bạn đánh có chromatic nghe mùi da đây ha. Chúng ta ngang 13 này, 14, 15. Sau đó các bạn kéo cái này xuống, các bạn ép xuống này, ngang 15 ở đây luôn. Như vậy ha. Sau đó các bạn có ngang 12, 13, 15. Xuống ngang dây số 1 là ngang 13 luôn. Đó, vậy thì 8 cái nốt nó như sao ha. Rồi, tiếp theo cái nốt tiếp theo chúng ta có 14 là của dây 3 ha. 12, 13, 12. Và cuối cùng nó là 15, 13, 12, 14. Thì nguyên cái chùm sao của 16 nốt như sau nha. Chậm nha bạn. Nhịp chân chậm nha bạn. 1, 2, 3, 4. Nhanh hùng tí nghe nó cũng rất đã nha bạn. 1, 2, 3, 4. Thì hy vọng câu liếc này nó cũng sẽ giúp các bạn luyện ngón rất là tốt cho nên người ta nhé. Thì hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom Shop, Amigo Guitar Shop. Và nếu được các bạn có thể like, share, comment, ủng hộ mình. Các bạn nào có thích guitar điện, muốn đăng ký học khóa guitar điện online của mình chỉ 900.000 thôi bạn. Các bạn đăng ký một lần học trọn đời nha. Đăng ký một lần học trọn đời, bất cứ khi nào các bạn chỉ cập vào các bạn học được. Các kinh nghiệm kỹ thuật guitar nó sẽ giúp các bạn có một nền tảng vững chắc trước khi các bạn chơi có thể được nhiều, có thể là khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.